Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thảo tầng câu sông. Bữa hôm mình có làm một cái rồi nhưng mà cái lớp mình quay nó không có được rõ lắm nên có một số bạn kêu mình làm lại nên mình làm lại. Đó là mình cái dây của mình là mình xài dây lớn nha, dây 0.70. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha. Cái này là mình làm sẽ cái thẻo 2 tầng nha các bạn. Canh thì dừa thì vứt thôi. Mình cũng không biết bao nhiêu là dừa nữa. Đây, đầu tiên các bạn sẽ xe lại. Canh cho nó vừa xe thôi. Phải một cái kéo mình đo đặn cho hai cái tầng nó bằng nhau, nó không có bị cái dài cái ngắn. Và cái này đây cho mình dặn các bạn coi, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn, năm, sáu, 7 vòng. Mình sẽ làm 7 vòng và mình sẽ móc ở giữa của 7 vòng là khoảng 3 vòng nha các bạn. Nha, chọc cho nó vào. Nó vào giữa rồi, mình sẽ kéo hai cái này hai bên nha. Cầm giùm anh cái. Đây. Mình sẽ kéo nha. Đây. Rồi cho mình chế nó ra như thế này, rất giống ngoài tiệm bán các bạn. Đây là xong một cái tầng này nè. Giờ cái tới cái tầng thứ hai nha. Thì mình cũng như vậy thôi. Mình cũng xe nó. Giờ mình sẽ đo nó một cái kéo. Ok. Giờ bây giờ mình cũng sẽ bấm như vậy. Cũng 7 vòng nha. 1 2 3 4 5 6 7. Cái thẻo này nó rất thích hợp cho câu cá chê câu ở sông Sài Gòn. Mình thấy sông Sài Gòn thì ai câu cá chê cũng xài thẻo này hết. Rồi nó được bán ở ngoài chợ, ngoài tiệm với giá là 4.000 hay 5.000 gì đó. Đây, mình cũng úp cái đầu này lại. Rồi. Thế thì mình rút tuột vô cái dài cái ngắn rồi. Hay mà mình làm mình chuẩn chân thôi, các bạn làm câu các bạn làm điều lại. Nè. Đây một tầng. Đây một tầng nữa. Rồi, mấy cái đầu này thì mình cũng chán ra thôi. Đây ngoài thì nó bán có cái móc nữa. Hôm nay cái móc. Nếu mà các bạn có cái kẽm mà để bấm cáp á thì các bạn cứ xe lại trồng cái kẽm vô đây các bạn bóp là xong. Còn mình không có cái kẽm đó. Cho nên mình chỉ vậy thôi. Mình gấp ít tốn kém nhất. Đây một cái phá. Và ở đây một cái phá nữa. Và một cái đầu thì mình sẽ móc vào cục chì. Đây cục chì của mình đây. Đây.
sau khi nó cực kỳ vào nó sẽ ra như thế này. Đây cái này mình móc vào cái dây trục dây chính của mình đó, nó sẽ như thế này. Cái này hơi dài, mình hãy cột và cắt nó nhỏ lại, không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ tóm lưỡi vào. Mình chỉ làm chuẩn chương với các bạn coi thôi nha. Các bạn câu thì các bạn có thể làm kỹ ha, và làm điều đẹp ha. Cái này là mình thấy người ta bán, mình nghiên cứu, mình làm thôi chứ mình cũng chưa từng câu cái thẻo này đâu. Mình cũng có làm cái dạng cái chùm nho, có một số bạn bán chùm nho vô comment chửi mình quá trời luôn. Có thể là do mình làm thế này, cái một số người người ta xem người ta không mua nữa, cho nên các bạn đó bán không được thì chửi. Do mình thấy các bạn đó bán mắc quá, mình bán mắc mà giấu nghề nữa, mình không thích, mình làm cho các bạn coi để sau này các bạn mua không bị ép giá nữa thôi. Dân câu với nhau không mà. Rồi mình đã xong cái thẻo tần. Đây là thẻo thứ ở ngoài tiệm bán cho các bạn. Đây các bạn thấy không? Rất thích hợp với câu cá trê và cá chim. Chúc các bạn thành công. Mình xin giới thiệu luôn với các bạn thẻo câu cá tra xong của mình. Đây sẽ là dây trục chính nha, và đây là cục chì. Dây chính là dây từ trong ổ máy đi ra các bạn. Đây mình sẽ chữa cái này, là mình tấm lưỡi nha, cái này là không có đi quen hết. Đây là dây chính, dây chính mình sẽ cho chì vào. Đây cho cục chì vào và mình sẽ cho cái mani ý vào. Dây chính mình nó là dây nhỏ, dây 0.40 chứ không có lớn như vậy nha. Dây này là dây 0.70 lần à, mình lấy nó dây bự lớn á, mình làm cho các bạn dễ xem thôi. Đây dây chính nó sẽ ra cục chì như thế này. Này đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái thẻo lưỡi của mình thì nó cũng một cuộn dây dài, mình sẽ nhập đôi lại đây. Nhưng mà cái một cái đầu ngắn một đầu dài nha, cái nó cách nhau khoảng một gang tay, là hai khoảng cách hai cái lưỡi đó, cho hai cái lưỡi nó không móc vào nhau đó. Thì cái này đầu này mình cũng xe lại, mình cũng xe lại thôi, mình xe ngắn thôi. Mình cũng giống như nãy, này là để mà khi mà văng xuống, mình văng xuống sông á, hai cái cuộn dây á, hai cái lưỡi á, nó không có sắn vào nhau.
Rồi. Đây. Rồi sẽ tóm hai cái lưỡi vào. Cái dây mà dây thẻo lưỡi á thì mình lúc nào cũng xài dây mà nhỏ hơn dây trục chính. Để nếu như mà có vướng gốc này kia mình khi mình kéo lên á dây đứt lưỡi thôi. Cục chì vẫn còn, không ảnh hưởng đến dây chính nhiều. Nên mình xin làm rõ cách tóm lưỡi luôn. Tóm lưỡi của mình đây. Nè. Mình làm bắt chậm cho các bạn coi nha. Có một số bạn mới tập câu thì không biết cách tóm, còn những người đã câu lâu rồi thì rất là chuyên nghiệp. Có thể là bỏ qua các bước này. Chết rồi. Để mình cút lại nha, mình nhớ cái này hơi ẩu. Đáng lý ra là tối hôm nay là mình sẽ làm một chuyến câu bông lau. Do thời tiết thất thường quá, áp thấp nhiệt đới, mình không đi câu được. Anh ở nhà làm thử cho các bạn. Đây. Rồi khi đó mình sẽ móc vào cái bàn ấy. Đây, dây chính đi ra. Cục chì ma lý tới theo lưỡi. Ở đây một lưỡi hai lưỡi nó cách nhau khoảng như đây và hai cái đều móc ngồi với nhau. Chúc các bạn thành công nhé. Chào và hẹn gặp lại.